Ngay anh này anh xảy con chim sâu đồ đỏ nha. Ngồi nha anh em. Nay giờ đi vô mấy anh em vô bắt lại con chim đồ đỏ cho anh. Cặp anh em nha. Anh chờ nha. Chào cả nhà. Các bạn nha. Liêm chim sâu nha, anh Thanh chim sâu. Đó kêu ổng kìa, về tới rồi anh em mình. Để đây là chính nè. Để đây là lặn. Anh em. Ừ, chìm xuống liền nè. Mình giờ vô trong đây nha. Ở ngoài gần quá. Gần quá không xuống. Không xuống, tới nè. Nhảy. Nhảy. Có con mái nha, trống mình để dưới đất. Anh xảy đúng con trống con mái luôn nha. Đó anh ở trần á, anh bị xảy á. Không đá con mái xuống đá con trống rồi. Trên bên đội rộng nè. Cái con này bắt nó hồi trước bắt nó nên nó không nhát nữa nè. Nó sợ lụp. Bắt anh nuôi được mấy tháng rồi, ngót đấu dữ. Rồi nó sợ lụp quá nên nó không được rồi. Chết máy chạy rồi. Máy sợ trống nè. Còn kêu chạy mừng kêu. Cứu bắt được mà đi từ từ. Anh chủ con chim anh nôn quá nè, mà anh đem cái lụp để sát vô nè. Nôn quá anh sợ không dính á. Thế mình nói từ từ nó nóng nó đá thôi. Rất khôn bởi vì nó bị lụp nhiều lần rồi nó biết. Ngồi mình kêu xiết mà nó vẫn không xuống. Nhảy con máy đi. Nhảy
chim cũng chặn lắm nha nè. Do là nó bị nhảy lập nhiều lần á, bắt gì nuôi rồi. Có kinh nghiệm rồi. Xuống gần lụp nữa nha, nó đá ăn trống rồi. Lì quá, lì không nhảy, nó bị đánh nhiều lần rồi nó khôn. Anh em ngồi đợi kia quá lì. Thả bơm không? Thả bơm xuống trống.
Rồi, Vinh. Đâu rồi, ông mặc áo vô coi. Cắn nha, cắn nha, cắn nó, cắn nó. Từ 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 tôi không. Bể chim luôn. Bể chim ông không về. Luôn cầm đi. Trời đó biết rồi. Biết không? Tính nhân của con chim coi chú. Rồi thôi, dạ, cảm ơn Hậu nha. Rồi. Ấy da. Dạ dạ, làm dạ, làm nó dí nó cắn chứ. Nó dữ quá dữ. Biết thế nào nó cũng cắn chim này quá trời. Cảm ơn Hậu nhiều. Rồi, rồi. Rồi chào. Chúng chào anh em nha. Chào cả nhà nha.